Anh sẽ không bao giờ để vợ anh đụng tới móng tay nào hết. Anh sẽ để em lên trên tủ, anh sẽ thắp nhang hàng ngày. Trời trời trời, đù em chết hả? Không, nói chung là anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho em dữ lắm, em hiểu không? Anh sẽ không cho vợ anh làm bất cứ một điều gì cả. Em thích quá, em hạnh phúc quá. Dũng, má mới tới vòng. Má mới tới vòng. Má cười á? Ủa, uống thuốc trợ tim. Mỗi lần má cười là anh phải uống thuốc trợ tim. Có gì đâu mà mỗi lần nó nghe tôi cười cái nó giật mình hoài vậy. Con má hoài. Ngày xưa má cũng bự con lắm má. Nó đứng trước gương má tự cười, người má quéo lại luôn đó con. Trời ơi, Tấn ơi, lại đây má biểu. Dạ. Lại đây, con lại đây với má. Dạ. Ngồi đây đi con. Thôi má ngồi đi. Thỉnh con ngồi. Rồi má ngồi sao? Dạ. Tu cha ơi, công nhận nha, nãy giờ tao đứng đây tao rình, tao thấy hai tụi bay hạnh phúc. Sao tao vui quá, Tấn với Lan ơi. Dạ. Ngày xưa nghe chưa, má vừa nhìn thấy con đó, trời ơi, má không thể nào má tin con là bồ con Loan được. Tại vì người con ốm nhách, dài sọc, xấu quá, thấy ghê. Nhìn con ông anh dễ dở dữ lắm. Vậy mà không ngờ từ ngày mà con với con Loan sáp lại với nhau, má thấy sao hai tụi con được quá à. Má cảm giác như đời của con Loan là được con che chở rồi. Má mừng quá con ơi. Má hạnh phúc quá con ơi. Má cảm thấy má tràn trề quá. Chồng của con má ơi. Sao tao liệu hoài vậy? Má làm riết rồi người ta đừng vô, người ta nói mẹ vợ cua chàng rể. Trời ơi, con này nghĩ sao vậy trời? Má có giờ má làm vậy phải không con? Rồi, hôm nay tranh thủ gần đến ngày cưới, má sẵn đây má tài trợ cho hai tụi con trong ngày cưới luôn nha chưa? Cảm ơn má, má tài trợ gì? À, má tài trợ cho cuộc điện thoại gọi tới nhà hàng đặt bàn. Không, có 1.800 bạc thôi, khỏi tài trợ má ơi. Trời ơi, má nói cho tụi con nghe, tụi con bây giờ cũng lớn hết rồi, đủ lông, đủ cánh hết rồi. Phải tự mà lo đi chứ. Chứ giờ cứ suốt ngày ỷ y vô má, rồi sao được? Bay cứ ỷ vô cái tài của má là coi không được chút nào à. Trời ơi, công nhận á, hôm nay gió làm sao nói tiếng có tiếng không vậy ta. Má, con nói má nghe nha. Mặc dù á con sắp sửa làm con rể của má nhưng mà con thấy má cũng đâu có tài gì đâu. Trời ơi, tài sao không tài? Trời ơi, má là má tài dữ lắm. Con phải ở trong nhà này sống lâu với má rồi con mới biết là má tài cái gì, hiểu không? Trời, con lại má mới được con cười. Trời ơi đó, nhắc cái vụ cười này nghe má nhớ nghe chưa. Cái tài của má là gì nè. Ngày xưa ba của con Loan đó, vừa thấy má một cái là ổng chết hai lần vì cái tài của má đó con. Vậy hả? Lần thứ nhất ổng vừa đi ngang qua nhà, thấy má cười một cái, ổng chết vì tình. Rồi lần thứ hai, má đẻ ra con Loan này nè, má mừng quá, rồi má cười. Ổng nghe xong ổng cũng chết, mà chết vì bệnh. Thôi má, nay má qua đây làm gì? Thì má sẵn qua đây rồi nhờ ông Tuấn nó đưa má đi. Đưa đi đâu má? Thì đưa. Thôi, con không có đưa đâu. Em đưa má đi giùm đi. Chứ anh đưa má đi mà bà cười cái anh xỉu giữa đường luôn á. Trời, con đưa má đi ha. Mà đi đâu? Thì đưa ra cái trại của má đó con. Nhà mình quá trời trại, mà đi trại nào? Thì cái trại cá sấu Hiền Hòa của má đó. Trời ơi, cái trại cá sấu Hiền Hòa mà nó nhìn là nó giật mình à. Con không biết đâu, cái con cá sấu nó hung dữ dữ lắm. Vậy mà má huấn luyện sao nó thành Hiền Hòa. Mà tại vì sao nó Hiền Hòa, má vừa bước ra trại, má đứng má nhìn tụi nó má làm. Rồi nó nghe tiếng cười má nó hiền luôn. Nó hiền riết mà bả vợ hả, thấy mọi người là nó hiền queo à con ơi. Thôi giờ đi được chưa? Đi được rồi. Dạ. Má nào đó.
tụi này nó hạnh phúc mà nó giấu tôi hoài, nó không cho tôi coi gì hết trơn à. Ở nhà nha. Em đưa má đi cái em về liền ha. Mệt là ngủ nha. Nhớ về đó. Má đi mà. À đèn đây. Trăng sáng. Tân ơi, con ở nhà nha. Má đi chút xíu má về nha con. À, má ra má huấn luyện cá sấu rồi lát nữa má về má huấn luyện con. Vậy vậy? Má chồng của con mà sao má cứ sát vô hoài à? Thấy nó dễ thương quá à. Người nó nhìn mong manh dễ dở quá, dễ ghét quá à. Ơi, đây. Thôi quên. Thôi, tao cứ cười gì hoài nha. Rồi á, không chừng á, rồi á, chưa đến đám cưới mày đai như ông già con Loan là chết luôn à. Bởi vì giờ đó, chắc tao phải cười câm quá. Giống tao rùi vậy hả? À, hỏi vậy, ai có rùi kêu tôi. Đi hết nào. Đi đi má ơi. Bà con đây đông trời. Công nhận nghe có bà già vợ hay thiệt á. Bà tính bà vậy á, bà thương con cái ghê luôn á. Ôi, bà đi rồi khỏe quá, hồi nãy ngồi gì muốn rút gân luôn, bây giờ mình phải tập thể dục. Bốn cơ bắp. Ai? Ai mới gọi tên tôi? Ai mới gọi tên Tuấn cơ bắp? Tên này đã lâu lắm rồi không ai gọi. Tên từ thời còn quá khứ. Bây giờ còn cơ không chứ không có bắp. Ai? Tiếng gọi của ai như từ địa ngục vọng về. Trời ơi giá trời, như nằm mơ đi nha. Nằm mơ thôi. Ở thầu à. Cái này là thiệt rồi, không phải mơ nữa rồi. Hả? Cô là ai? Không nhận ra tôi hả? Ai? Hả? Hồng Bạo Lực. Nghe cái tiếng là biết rồi. Bạo Lực không? Anh đó nha, anh tôi giận anh á. Anh nghĩ sao vậy? Em xách gà từ trên thành phố em xuống đây em thăm anh. Em bước vô cái túp lều tranh này, em biết là một túp lều tranh hai quả tim vàng, nhưng em biết cái trái tim vàng kia không phải là em Tuấn. Chắc chắn nó không phải là cô. Ở đây không có quan hình cô đi về đi. Không, em biết là anh không quan hình em, nhưng em vẫn hoan nghênh anh. Tại vì em yêu anh. Đứng lại. Cô đứng lại, bao nhiêu năm cô vẫn bạo lực. Tôi không chịu nổi cái bạo lực của cô, tôi trốn từ Sen Sài Gòn tôi về đây. Tại sao vậy? Thôi cô đi về đi. Không. Cô đứng lại. Cô tấn công tôi hoài vậy. Chẳng lẽ anh không còn yêu em sao? Tôi hết yêu cô rồi. Nhưng em vẫn còn yêu anh. Em xin anh chỉ cho em cái tình yêu của anh nhỏ xíu như cái đầu kim ở cái tâm thức trái của anh thôi. Là gì? Là cuốn tim anh à. Bà khùng hả? Bà đưa cái đầu kim bà vô chẩm nặng bà chích tim tôi hả? Anh ơi, nhưng mà em vẫn còn yêu anh. Em yêu anh tha thiết tới à. Em yêu anh dữ lắm tôi rồi. Tôi không có yêu cô. Bây giờ tôi không có muốn cưới vợ gì hết á. Anh nói anh yêu em mà sao đâu không nói vậy anh phải nói. Tôi không có yêu cô. Yêu. Bây giờ cô đừng có đóng kịch với tôi nữa. Cô nín đi. Không, em yêu anh. Em lết với anh. Không, tôi không có yêu cô. Em yêu anh. Không, trời ơi. Em yêu anh. Bà ơi, bà ơi. Nói không yêu gì thôi, nó cũng lết vô bụi với tôi. Chết à. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô. Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay tới giờ phút này, tới giờ phút này cô đã làm cho tôi mất hai chữ tiếc hạnh. Nhưng mà tại vì em yêu anh. Không, như tôi không yêu cô. Tuấn ơi, em yêu anh sai đắm mà Tuấn ơi. Tôi không yêu cô về đi. Em yêu anh.
anh. Cô đừng hành hạ cuộc đời một đứa trai tơ. Khóc nãy giờ có giọt nước mắt nào trơn. Cô về đi. Cũng không ra giọt nước mắt nào trơn, kỳ vậy ta. Cô đi đi. Em yêu anh, em không có đi được. Em yêu. Em yêu anh. Đừng mà, đừng có làm như vậy. Làm gì trời? Ai vuốt đâu mà trời ơi. Ông cũng ham hố lắm à. Nó nhột từng cơn vậy đó. Tôi không có yêu cô nữa. Anh phải yêu em chứ, tại sao anh nói câu đó? Em yêu anh chân thành mà. Cô đừng có đóng kịch nữa, cô nín đi. Nín. Chạy đi cho nó đỡ mệt. Nãy giờ trà lết quá sản quá mà không được gì hết trơn trời. Bây giờ cô muốn cái gì? Em muốn lấy anh. Tôi lại cô. Bây giờ tôi không muốn cái vợ nữa. Em muốn lấy anh. Tôi không muốn lấy anh cô. Anh không muốn lấy vợ hả? À. Anh nghĩ sao mà anh nói câu đó? Anh từ ở trên thành phố anh lặn lội anh xuống đây nè. Anh lấy chủ một trang trại, con gái của bà chủ trại cá sấu Hiền Hòa. Người ta giàu quá mà. Anh là chuột sao hữu nếp mà làm sao anh chịu lấy tôi? Sao cô biết? Trường kia đừng có làm, muốn làm tôi biết hết á. Nhưng mà biết tại sao anh xuống đây không? Biết sao? Làm gì? Tại vì em còn yêu à. Bà đừng có lết tôi hết cái bụi rơm này tới bụi rơm khác nha bà. Em yêu anh mà tướng. Mỗi lần chút chứ cũng hào lắm á. Em yêu anh. Tôi không yêu cô, đi về. Thôi đừng đuổi nữa, mệt quá. Nãy giờ la hét hoài cũng có được miếng gì trơn trụi à. Thôi giờ được rồi, không có tình thì có tiền đi. Cái gì? Tiền. Tiền đâu ra? Anh đưa tôi tiền thì tôi mới về. Còn bà rảnh quá hả, tự nhiên tôi đưa bà tiền. Tôi không có tiền. Không có tiền phải không? Đừng thấy túi cà ròn vậy khi dễ nha, laptop ở trong đây. Trời, nó xài vi tính sánh tay nữa chứ. Bắt đầu. Nhìn đi Tuấn. Hả? Trời, cô lấy những cái này ở đâu ra? Những cái này ở đâu ra? Kinh khủng quá. Hỏi cô lấy những cái hình này ở đâu ra? Ở trong khách sạn. Trời, khỏi cần lại làm lại hình ảnh cũ à. Những hành động đó tôi chụp hết rồi. Bây giờ sao? Có tiền không? Tôi không có tiền. Không có tiền hả? Không có tiền thì cô muốn bao nhiêu? Tôi sẽ lít con chuột này lên, cả thế giới sẽ nhìn thấy hình ảnh anh à. Giờ tôi muốn 20 ngàn. Đừng. Tôi lại cô đừng đưa lên nét tội nghiệp tôi. Bây giờ cô muốn bao nhiêu tiền? 20 ngàn. Cho cô luôn 50, đi về xe đi. 20 ngàn đô la Mỹ. 20 ngàn đô la Mỹ. 316 chai 4 xị. Tôi đào đâu ra có số tiền to như vậy? Có không? Không có một cắc. Có không? Không. Có không? Không. Phải có chứ sao không có được. Có 316 chai 4 xị thì coi đây nè. À, có tiền không? Đánh bại búa cũng lòi một xu. À, có tiền không? Giết chết cũng không có một cắc. Vậy thì coi đi liên tục. 360 triệu. 316 chai 4 xị có không? Tôi không có tiền. Không có tiền phải không? Không có. Mới được rồi. Tôi làm anh quá anh cũng mệt đúng không? Được rồi, bây giờ vậy. Ngày mai tôi sẽ cho list con chuột này lên tất cả những tấm hình lõa thể của anh để được lên trên mạng. Sau đó thì sao? Anh là cái người chụp thì nó là bình thường thôi, tại anh là người làm ra cái chuyện này. Nhưng mà cái người đau khổ nhất, cái người trăn trở nhất, cái người khổ sở nhất là ai? Đó là vợ sắp cưới của anh, đó là cô Loan, đúng không? Hàng ngày cũng đi chợ, cũng xách cái giỏ, cũng đi tung tăng đi chợ. 800 ngàn
người đàn bà đằng sau lưng bán thịt bán cá xỉa xói trong mặt. Trời ơi, nhỏ đó, con nhỏ đó vợ của thằng tướng bạo lực đó, thằng tướng cơ bắp đó, thằng đó nó chụp hình rồi 80 con người ngồi đằng sau lưng vợ anh á, xói xả xỉa xói trong đầu khổ, làm sao cô sống được. Thế là cô phải chạy về nhà, cô đứng trước gương cổ, cô cào cấu dung nhan cổ để chi cho cái mặt cổ quỷ nhan sắc đi, không ai nhìn ra đây là Loan tuấn cơ bắp nữa, đúng không? Còn chưa đâu, cái người mà ghê gớm nhất là mẹ vợ của anh, chủ một trại cá sấu hiền hòa đó, cả ngàn con vậy đó. Từ ngày mà nhìn thấy những tấm hình lõa thể của anh rồi thì những con cá sấu đó không còn còn hiền hòa nữa. Mỗi khi mẹ anh bước vô mà những con cá sấu nó sẽ trườn tới, trườn tới, trườn tới, trườn tới, trườn tới, nó sẽ đè lên, nó nhìn thẳng vô mặt mẹ vợ của anh á, xong những con cá sấu nó sẽ mà con để chụp mình. Hiểu chưa? Chưa đâu nghe. Cả cái phường này, cả cái xã này, cả cái nước này, cả cái thế giới này sẽ nhìn thấy hình anh. Nên cô, cô là đồ đéo cám, cô là đồ sở khanh bỉ ổi vô liêm sỉ. Tại sao, tại sao lúc yêu tôi cô chụp mấy cái hình đó làm gì, giờ cô đòi đưa lên mạng? Thật tình ra tôi không sợ vợ tôi biết, tôi không sợ mẹ vợ tôi biết, và tôi sợ cả thế giới này chết vì ói. Rồi lỡ mấy tiệm hủ tiếu nó thấy nó thích xin quách nó order, nó mua tôi không có bán được. Bây giờ anh có đưa cho tôi 316 chai 4 xị hay không? Tôi không có tiền. Được rồi, bây giờ không có tiền phải không? Nhưng mà tôi biết ngày mai đúng 11 giờ trước cổng bưu điện có một cái thùng rác, anh phải đứng kế bên cái thùng rác đó đợi tôi. 11 giờ 1 phút nếu tôi không thấy tiền, tôi sẽ cho lít con chuột này lên, cả thế giới sẽ nhìn thấy anh. Đợi đó. Không bao lần. Hình của tôi á. Hình của cô với tôi chụp chung mà. Tôi xóa. Không bao lần. Cô là con quỷ. Trời ơi, nó chống tiền bằng hình nè trời. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Lỡ vợ tôi biết là chết. Chết, chết rồi trời. Anh ơi à, vợ tôi về, vợ tôi về. Anh ơi, vợ tôi về. Em đưa má đi, rồi má đi đâu mất tiêu à. Ủa anh bị gì vậy? À. À. Anh bị gì vậy? Nhà gì? Mình mới có ăn cướp. Hả? Nhà mình mới có ăn cướp. Ăn cướp hả? Ờ. Ăn cướp. Ăn cướp. Ăn cướp. Ê, 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 em đừng la, em đừng la, em đừng la. Em đừng la. Cướp anh hả? Thằng cướp này nó ghét đàn bà lắm, đàn bà kia la lên là nó chạy vô nó giết luôn á. Kỳ vậy? Ăn cướp mà ghét đàn bà hả? Ờ. Anh ơi nó cướp gì, nhà mình có gì đâu nó cướp. Giờ nó chưa cướp, nó hẹn ngày mai nó mới cướp. Tới nó hẹn giờ chừng nào có nhà nó cướp. Ủa làm sao em không hiểu? Quên, nó không phải làm cướp mà nó là băng tống tiền xuyên quốc gia. Bây giờ nó đòi tống tiền. Nếu anh không đưa tiền cho nó sẽ đưa những cái tấm hình mà... Hình gì anh? Hình gì anh? Hình ảnh tài liệu nuôi cá sấu của má. Hả? Những cái tài liệu nuôi cá sấu. Má luyện như thế nào mà từ một con cá sấu dữ dằn nó thành một con cá sấu hiền hòa. Những cái đó mà nó lòi ra cả thế giới này nuôi thì má buôn bán sao được. 316 chai 4 xị. 316 chai 4 xị hả? Anh ngồi đi đi. Em đi kiếm má. Lúc đó má mình sẽ phá sản. Anh ngồi đi. Thôi đừng, em đừng có nói má. Nói má là chết đó. Thôi đừng nói. Phải nói cho má biết chứ. Nói với má, chắc anh chết quá. Sao vậy? Sao nói với má? 300 mấy chục triệu đào đâu ra tiền đây trời ơi. Anh yên tâm đi. Thôi bây giờ em sẽ đi kiếm. Anh muốn tự anh giải quyết chuyện này, anh không muốn nhờ vả đến má. Anh giải quyết sao được, một mình anh. Để em đi kiếm má nói cho. Anh cướp. Cướp, cướp. Anh cướp. Ủa? Má. Má là con. Con ngạc nhiên hoài về má phải không? Có đâu ngạc nhiên. Ngày nào cũng vậy, má ra trại cá sấu hiền hòa, má huấn luyện nó. Má phải ăn mặc vậy để má trực tiếp má nói chuyện với nó. Má cho nó ăn, má ru nó ngủ, thậm chí má còn hát cho nó nghe bài Thanh Lam nữa con. Ru lời ru lời ru, ru lời ru lời ru, cá sâu hay ngủ ngon. Con lại má luôn á. Sao có chuyện gì mà tụi bay rối trí quá vậy? Nhà mình có sẵn đây cho con nhái lên chơi xích đu miếng coi.
Rồi con có chuyện gì kể má nghe. Xong hết chưa, má ổn định chưa? Rồi má ổn định rồi, thôi ngồi đi con. Té lộn cổ xì sọ não chết tôi à. Nhà mình sao? Có ăn cướp. Có ăn cướp hả? Ăn cướp đó tống tiền. Thôi cái chuyện này má đã biết rồi. Thôi để đó má lo, con không có gì mà phải căng thẳng hết trơn á. Rồi à, bay à, đừng có lo nghe chưa. Để đó má đóng cho con 316 chai 40 xì phải không? Dạ dạ. À má, má lo hả? À má lo đó. Má lo đi nghe má chứ chồng con. Thôi má ơi tung tiền lắm. Con không muốn vậy đâu. Con muốn con tự lo. Má đừng lo. Thôi được mà. Má cứ để má lo đi. Không sao đâu, má có tiền nhiều má lo giùm nha. Chứ chồng con mà bệnh là chết con á má ơi. Má lo giùm không? Trời con này con nhận nó mê trai y má hồi nhỏ vậy. Mê đúng người mà má. Thôi chuyện này là chuyện nhỏ. Để đó từ từ má lo. Các con. Dạ. Đúng tối mai 11 giờ chúng ta sẽ đi giao tiền. Má ơi. Má ơi. Giao ở trên bờ. À má quên, má tưởng giao dưới nước. Thôi đi má, đi vô ăn cơm. Anh ấy, lại lỡ giúp rồi anh. Rồi giúp thảy em lên đây giùm anh ơi. Cái trời ơi là trời. Anh lỡ giúp em, anh giúp thêm lần đó anh ơi. Em phóng đây em lội dò em anh, tội nghiệp em anh. Áo dài mà leo lên kỳ lắm anh à. À có rồi, có cái chỗ rồi. Có cái chỗ rồi là đỡ quá trời luôn. Có những mối tình, có những nỗi buồn. Có những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mấy không dài điện thoại luôn. Yêu hết con tim, yêu hết. Cuộc đời em ngộ lắm, em yêu em yêu thiệt lòng lắm. Mà yêu em không được, em chiếm đoạt không được, em phá cho nó hôi quắc luôn. Kỳ này cho nó thúi băm nhà của nó hết. Nổi điên không? Alo, anh hả? Nhớ 11 giờ nha anh. Dạ, em đợi anh ở công viên rồi đó nha. Có cái kéo không? Có những mối tình, có những nỗi buồn. Có những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say. Yêu hết con tim. Khi yêu, ta sẽ cho nhau rất nhiều. Cho nhiều quá chụp được 360 tấm hình của nó. Kỳ này phải lấy được 316 chai, 4 xì. Có một cái bà làm sao? Alo, anh hả? 11 giờ 15 phút rồi đó nha. Ừ, trễ 1 phút là anh biết em. Chỉ còn 15 phút nữa thôi đó nha anh. Em đợi anh đó nghe. Trống đồng này sạch ghê, không có miếng rác nào ta. Ý quên bưu điện chứ. Bà giống quỷ ghê, bà hút rác còn bà thở dài hơn tôi vậy nè. Trời ơi, bà thở hoài ta. Chờ tiền, có thở. Bà đâu có chờ cái gì mà có thở nữa trời. Đường sạch quá lau cột chơi. Đi cướp đâu? Em đừng có ôm anh. Anh đang khó chịu nè. Ui, tôi không ôm sao nữa. Em run muốn chết à. Run thì nắm mạnh lên. Trời ơi, anh còn run hơn em nữa. Tôi yếu hơn bà mà. Ơ, nó đâu rồi, nó tới chưa? Không biết, nó hẹn ở đâu đây nè.
Có điện thoại. Alo. Alo. Hả? Anh kêu con vợ của anh nó cách xa anh 2 mét. Đứng ra 2 thước. Thôi em sợ. Đứng cách ra 2 thước. Ủa, nó cách ra làm gì? Đứng cách ra 2 thước. Nó bắn tỉa chết giờ. Rồi làm cái gì nữa? Tới thùng rác đi. Thôi thúi lắm không có tới. Anh muốn cuộc đời của anh nó thúi hơn cái thùng rác không? Thì tới. Anh gì? Bỏ em đứng đàn bình á. Mấy thước rồi? 3 thước rồi đó. 3 thước xếp tới 1 thước. Biết không biết canh vậy chứ. Rồi tới thùng rác rồi. Giơ 2 tay lên. Cởi quần ra. Thì đi khùng mà biểu giơ 2 tay lên lấy gì cởi. Vợ anh ở không làm gì. Anh muốn nhờ em một việc mà từ xưa tới giờ em muốn làm mà em chưa bao giờ được làm. Em nói là em lo cho anh từng cái áo cái quần, giờ này lo cái vụ quần trước đi. Nói vậy? Nó biểu cởi cái quần ra. Ai kéo? Cái con ăn cướp. Trời ơi! Cướp dễ quá. Cởi đi, mau lên nó bắn tỉa bây giờ. Không không bệnh, kêu cởi quần rồi trúng gió chết nữa hay sao? Rồi kệ nó đi. Mau lên nó hồng nó bắn cũng chết à. Cởi cẩn thận nha. Nó lạnh rồi đó. Giống quỷ không? Tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tôi lấy của anh 316 chai 4 xị mà tôi quê cái quần của anh lắm nha. Anh liệu nó ở đâu mà nó thấy anh vậy? Trời ơi! Cái quần này em mua bông không thấy gớm. Ủa em mua hả? Em mua chứ ai? Em mua 4 cái giống vậy luôn, mỗi cái một màu. Đúng à? À biết. Mở vali ra. Lẹ. Mở vali ra, chờ chút. Nẻ ra đi 2 thước. Mở vali ra. Được rồi, xếp vali lại, bỏ vô thùng rác. Xếp vali lại, bỏ vô thùng rác. Nhanh lên. Bỏ vô rồi. Giơ 2 tay lên đi. Giơ 2 tay lên. Bỏ một tay nghe điện thoại xuống. Hả? Nó còn nói gì nữa không? Trời ơi trời, chắc tôi điên cái này quá. Tôi cướp ra hồi chắc tôi chết đứt gân máu chết này. Ai đứt gân máu? Anh á. Anh vừa phải thôi, anh nghe tôi nói nè. Nghe. Kêu vợ anh lấy cái dây á, buộc anh lại. Dây trong thùng rác, lẹ lên. Lấy cái dây trói anh lại. Mau lên. Nhanh lên. Trói anh lại đi. Chịu đau chút nha anh. Ừ. Ôi à, sao em siết chặt quá vậy? Siết chặt anh không có chạy được. Trời. Phải có uy tín với anh cướp chứ. Trời. Anh cướp mà nó đâu có uy tín nữa. Ngu quá. Alo. Lấy cái khăn bịt mắt lại. Lấy cái khăn bịt mắt lại. Biểu vợ anh bịt mắt lại. Bịt mắt lại. Bịt mắt em á. Anh. Không phải bịt mắt anh. Em hả? Rồi. Bịt đi. Nhưng mà bây giờ cái đĩa đâu? Đưa cái đĩa đây cho tôi. Đưa cái đĩa đây. Được rồi, đợi một tí. Nhưng mà làm sao tôi biết có đúng là cô hay là không? À đúng rồi. Cái tiếng này quen quá. Nè. Đưa cái đĩa đây. Chuẩn bị nha. Tôi sẽ đưa cái đĩa cho anh. Chuẩn bị. Xiao. Trời ơi. Thật liền á. Đây nè, anh trong này nè. Sao á? Bịt mắt rồi vô tay là phạt dính liền cái đĩa. Đừng có tưởng bịt mắt mà không thấy á, anh đâu rồi? Đây nè, đằng sau nè, đi ngang. Bây giờ anh nhắc vợ của anh cách xa cái thùng rác 2 mét. Ra lên. Cách xa cái thùng rác liền. Mình đĩa nè mình. Nó tới. Nó tới hả? Nó cúp điện thoại, nó không nói tiếng nào hết trơn. Để cho nó tốn tiền chứ. Nó lấy tiền xong nó giết mình nha. Rồi sao có thùng rác ba? Ai nói vậy mình? Gan lưa mặt kéo dài đứng thấy ghét. Đứng nhìn xa tưởng nữ tặc không à. Làm ơn tránh xa cái thùng rác của tôi ra đi. Làm gì thùng rác của tôi mà làm gì mấy cô mấy cậu tràn ràng ở đây hoài ạ? À?
Tôi có đồ, tôi có đồ, tôi muốn lấy đồ. Đồ gì? Để từ từ, để tôi lấy. Giọng ai quen quá vậy? Cô muốn lấy đồ gì? Tôi có đồ trong đây của tôi. Để đó, tôi lấy. Này của cô phải không? Trời ơi. Trời ơi, bà trời ghê quá, bà tôi đi. Con ngoan không sao. Trời ơi, lát trời về ơi. Cho chó ăn. Trời ơi, tôi... Lát tôi cái gì ăn cũng được hết á. Từ từ. Gà chết này của cô phải trời không? Trời ơi, không phải. Bỏ tôi đi. Trời ơi, hắt năm em là một. Ôi, tôi muốn lấy cái vali của tôi á. Để lát nữa cô về cô chưng con trong tủ kiến cho đẹp nha. Đâu có. Đây nè, áo rách này của cô luôn phải không? Không phải. Của tôi. Cái vali, cái vali. Cái này hả? Ờ. Ờ. Cha, rác vĩnh biệt. Đúng không? Đưa đưa lại, đưa lại. Được rồi. Cướp. Cướp là muốn là cướp. Nó lấy đi rồi. Ai vậy? Bà đi ra đi, nó cướp được tiền của tụi tôi rồi. Má nè con. Trời ơi má. Má đội lốt người hốt rác. Trời má, má đây nè con. Trời má. Ơi thôi con ơi, con đừng có lo. Nó xách nguyên cái thùng vé số đi rồi. Số là mày vé số. Đây, con má nói cho tụi con nghe, má có cách của má hết. Đây là cái thùng rác 2 ngăn, thùng rác này của má chế tạo chứ không phải là công ty đô thị người ta làm đâu con ơi. Đây nè, đó, má bỏ hai cái vali, má bỏ cái vali vô đây, má tráo 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 vô đây. Tiền thiệt nó rớt xuống này, còn cái vali kia là tiền giả con ơi. Vé số không à. Đây nè, đây nè. Thấy má mày có tài chưa? Má. Đây con ơi. Đây là tiền. Ai cha? À tiền. Đây là vé số. Không phải. Má lừa tụi con. Đây là tiền. Má tiền. Ê nè tiền đây nè. Thấy chưa? Má. Qua cái sự việc này thấy má được chưa? Con biết, má biết hết rồi. Ờ. Nhưng mà chút xíu nữa mình mất tiền rồi. Má bỏ qua cho con nha. Con không ngờ con muốn xuống đây con làm ăn đàng hoàng. Tự nhiên nó tìm xuống nó tống tiền con. Thôi má nghe má cũng hiểu hết rồi. Thôi má thì tụi bay mà sống hạnh phúc với nhau là má vui rồi. Dạ. Miễn sao đừng có quậy gọ gì là được rồi nghe chưa. Coi như bây giờ cái lỗi này là má bỏ qua. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất hôm nay. Dạ. Là má cho con 300 mấy chục xị này. Tiền làm vốn để đám cưới. Cảm ơn má. Sao cười mà má nói không xỉu ta. Hết xỉu rồi. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có một đêm thật là vui. Cảm ơn. Tía là tía. Tía ơi. Đám cưới tía, tía. Tía ơi. Tía. Trời đất ơi, sao không ai trả lời vậy? Tía ơi. Rồi. Hiểu rồi. Điều này là nghe tiếng, nghe tiếng con là tiếng sợ tiếng trốn chứ gì. Con nói thiệt với tía, dạo này con thấy tía ngộ ghê đó. Bình như tía sợ gặp mặt con hay sao á. Lúc nào á cũng hơi né tránh á. Tía sợ gặp con xin lấy vợ chứ gì. Con nói thiệt với tía, tía kỳ cục quá à. Tía sợ tốn tiền là sao, đám cưới gì đâu tốn tiền. Mà tía không thương con gì hết trơn á. Tía không nghe người ta nói hả. Ông bà xưa người ta có câu á, trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, lớn chồng ngọng có vợ, người ta nói mình ế. Bởi vậy mỗi lần mà xin đám cưới á, thì tía hết diện cớ tía đau bụng và tía đi vô chồng. Tiền á, tía không có thương có mình thằng trai mà không chịu thương gì hết trơn. Mà con nói thiệt với tía, hôm nay á con chơi tiền tạm hậu tấu, dẫn bạn gái về nhà luôn. Coi á, tía có đồng ý không tía biết ha. Anh Hiệp ơi. Chết cha, bạn gái mình tới. Sao nãy giờ ở đây nói chuyện nhân viên vậy? Trời ơi, xin lỗi. Vô gặp tía mà rốt cuộc không gặp tía. Tới nhà rồi, vô mình luôn, ngồi chơi hả? Nhưng mà tía đâu rồi anh? Tía trong á, tía trốn. Em run mà, thôi em về nha. Trời ơi, tới đây nữa về à. Luôn có anh đây đừng tỉnh lại. Anh đứng kế bên em nha. Tí nữa mà em gặp tía, anh nhớ đứng kế bên em nha. Em sợ em mồi hộp quá. Bị gì từ nào giờ đâu có đi gặp tía đâu. Anh ơi, em nói anh nghe này nè. Tía dễ thương không anh? Tía dễ thương lắm. Tía dễ chịu không? Tía dễ chịu lắm. Tía hiền không? Tía hiền lắm. Vậy hả? Vậy thôi em về nha. Em đi về đi. Ây, trời ơi. Em làm anh đuổi người ta về à. Lợi quán nè. Tới đây phải gặp tía cho đi về là sao? Đứng đây đi gặp tía. Bây giờ em hỏi anh chút xíu nè. Hỏi gì nói đi. Anh ơi, bây giờ nói về tổng quát của tía ha. Tía thích cái gì nhất anh? Tiền. Thích tiền.
Tiền có động lực hay sao? Tía, dạ có tiền tía có con nè tía. Trời ơi, tía đẹp quá, tía ngồi xuống tía. Tía khỏe không? Bình thường. Dạ, bình thường tía. Hôm nay con báo tía một tin vui đó tía. Chuyện gì vui nói chung sôi ha. Dạ không phải, vui lắm á tía. Vui hơn tiền nữa đó tía. Chuyện gì? Con dẫn bạn gái về nhà ra mắt tía. Đang mắt tao? Dạ. Nói nào ở chơi thì tao đau bụng. Sao kỳ vậy, mỗi lần đau bụng vậy? Có sao tí không? Anh mỗi lần muốn chuẩn bị kéo về nhà tí là đau bụng là sao? Tao không ưa lâu rồi. Mày nghe không? Tao nói mày 10 lần rồi tao không có ưa cái vụ này. Nhưng tao không muốn cưới vợ cho mày bởi vì tao không muốn tốt mày và mày hiểu. Biết rồi nhưng mà lỡ dụng. Sao mày ép cha mày chết mày mới vừa lòng hay sao vậy? Nhưng mà lỡ dụng bạn gái về nhà rồi thì dù sao cũng lịch sự nói chuyện tí đi. Nhớ chị con nhưng mà chung con nhớ. Không biết đi dễ thương nhất nhà đó. Dạ thương biết. Dạ xin giới thiệu với tía, đây là bạn gái con. Dạ con chào tía. Đâu nhanh vậy? Tôi cứ hỏi tía má gì kêu bác thôi. Dạ dạ con chào bác. Nói cho con nghe, tôi cũng không khó khăn gì nhưng mà ông bà mình nói mua heo lựa nái, mua gái lựa dòng. Không ấy vậy, cho hỏi thăm chút xíu gia cảnh được không? Dạ được bác. Gia đình con làm nghề gì, có bán tiệm vàng không? Dạ. Gia đình con làm ruộng. Trời, ruộng nhiều lắm. Bác không tin hả? Bữa nào xuống dưới quê con coi trời, ruộng thẳng cánh cò bay luôn vậy đó. Bữa nào mà khỏe khỏe trong người là mướn làm thêm luôn nữa đó. Câu này là thấy thua rồi nghe mày. Sao thua thế? Gia đình tao cũng mần ruộng mà tao làm ruộng kiểu khác. Còn mày nó mướn nó làm mà coi như thua rồi. Không khác con ơi. Dạ dạ. Câu hỏi thứ hai đây. Dạ dạ. Gia đình con có mấy anh chị em, con có phải là con một không? Dạ. Dạ thưa bác, dạ nhà con tới 12 đứa lận. Dạ vui lắm. Ở dưới nhà con mấy anh chị em ấy nghe tao nói ngày nào cũng giỡn đần trần á. Bữa nào mà bác có buồn á thì xuống dưới giỡn với con, tụi con vui lắm. Lâu lâu con xuống giỡn ở dưới vui lắm tía. Bữa nào con dẫn tía đi xuống dưới chơi đi ha. Dạ. Coi như thua rồi con ơi. Vấn đề gia cảnh là coi như thua rồi. Sao thua tía? Bà mẹ nó có hai đứa đây mà chạy gạo từng bữa, 12 đứa giỡn nhau vui hả? Nội nó dành ăn nhau tao cũng thấy vui rồi. Bác không thích tao bác hả? Phần gia cảnh đã xong. Giờ tôi hỏi là lý lịch bản thân. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Lê Giang. Dạ. Nhà quê mà sao đặt tên con cũng tiết kiệm, đặt gì ngắn ngủn kêu nó tức rực hà. Sao vậy tía? Dạ con thấy cái tên con cũng xấu thiệt. Mà hồi đó bác biết không, lúc mà ba mẹ con đẻ con ra đó, con nói ủa sao mà đặt tên con gì ngắn ngủn mà không có đẹp gì trơn á. Cái con cũng đi coi ca nhạc rồi con cũng thấy tên dài tên đẹp lắm, Lâm Chí Canh rồi Đàm Vĩnh Hưng rồi nhiều lắm. Cái con về con nói tía con đổi tên khác đi, tía con đổi liền. Đổi tên gì? Dạ tên của con là Công Tằng Công Nữ Tạ Thị Bông Bưởi Cẩm Hường. Ra dọn. Dọn gì tía? Dọn cái bàn thiên vô. Trời đất ơi vậy. Tao nghe cái tao thấy nguyên cái bàn thiên luôn. Tên gì mà nghe thấy bắt gốm vậy à? Dạ dài đó thì bắt thích tên dài á. Câu này cũng thua luôn nha. Tôi thua nữa hả? Ừ. Sao thua hoài vậy? Tao thấy không được rồi nè. Giờ là tao chỉ còn biết là tao chỉ biết cái sở thích nó như thế nào để sau này đặng tao biết tao chiều nó thôi. Dạ. Chứ bị mày ức quá rồi. Dạ. Nha. Tao mà tao không cưới nó cho mày thì mày rủa riết là tao cũng chết rồi. Bây giờ hỏi thăm á. Dạ. Trong các loại màu con thích màu gì? Dạ thưa bác con thích màu tím. Trời. Màu tím nó buồn gần chết, có gì đâu thích con gái mà đi thích màu tím. Đâu có màu tím đẹp á bác à. Đẹp cái gì trong khi màu nâu nó sặc sỡ vậy, không thích màu nâu. Không, con thích màu tím mà. Con thích màu nâu không? Dạ không. Trời, màu nâu là tờ 100.000 mà nó không thích, nó thích màu tím. Trời đó. Câu này coi như thua luôn rồi nha. Trời ơi tím. Đúng mi màu tiền nha. Ờ, là sao? Dạ. Tím ơi. Hỏi tím nè. Dạ. Buông cái tay ra. Chưa gì là ôm rồi à. Dạ. Nó phải thông cảm cho tao, bị tao độc thân mà. Đứng ôm nha chị hả? Khó chịu. Dạ. Xin lỗi tía. Mày tạo sự khó chịu cho tao xong rồi để người ngoài họ quánh cái giá trị của tao sao? Dạ. Nghe nữa hả? Đang nghe. Có thích bông hoa gì không?
Dạ con cũng thích lắm. Vậy trong các loại hoa thích loại hoa gì? Dạ con thích hoa hồng. Trời, sao ngu dữ vậy ta? Như sao? Hoa hồng gai không có gì đâu thích, trong khi cái bông hồng gà nó không có gai mà nó đẹp nữa mà không thích. Trời có đâu, ai cũng thích mà bông hồng á đứa bác ơi. Bông hồng đẹp dễ thương lắm. Nó đẹp mà nó mắc, cái bông hồng mua được 30 mồng gà. Trời ơi lại tiền nữa. Nó ngu gì đâu, bởi ta nói thiệt cho con gái bây giờ nó không biết cái màu đẹp là cái màu gì luôn á. Thôi tí thông cảm, sở thích mỗi người mỗi khác tí. Vậy là coi như thua rồi, ta thấy hết gỡ rồi luôn. Thôi ráng cho gỡ luôn đi tí. Tí thương con, tí cho con gỡ đi tí. Lửa nào dễ dễ. Mày qua biển. Dạ. Bây giờ mày muốn gỡ gì? Dạ tao muốn gỡ. Nếu gỡ không được là mày đừng bao giờ mày trách tao nha. Dạ. Mày thề đi. Dạ con thề luôn á tía. Cho con gỡ luôn nè. Dạ cho gỡ. Đi hát hồi vậy không? Dạ biết. Hát cho nghe một bài được à ưng à. Nhà này bị nó buồn quá rồi. Bây giờ chỉ thích có nhạc nhiếc không mà tivi không có dám mua. Tối điện. Vậy thì con hát nha bác nha. Kỳ này con nói thiệt với tía thắng chắc luôn. Trời ơi bạn gái con hát hay lắm nha tía. Hát thử nghe trời. Đứng kế bên em nha. Em bình tĩnh em hát nha. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, kia ngoài kia bão tố đầy trời. Tía đâu rồi? Trốn trống rồi kìa. Trời sao tía không ở đây nghe con ca tía? Sao tía trốn trống vậy tía? Thế có sao không tía? Giang ơi bắt lại con. Sao vậy tía? Bắt lại con Giang ơi, cái nhà này có hai đứa nó buồn gần chết rồi. Mày nghĩ sao ạ? Có sao không tía? Thanh niên rồi à. Thời buổi này con gái bây giờ nó giật tới cái nhạc gì rồi à. Mà sao con sớm dữ vậy con? Tía rồi con làm bác bất ngờ quá nghe. Vậy hả? Trời tóc tai nó quánh vàng ché mà nó mở miệng ra cái buồn nào hơn đi em nay. Vậy là tía không thích hả tía? Không! Bây giờ phải đổi đi, trời ơi! Đổi cái sự tin mới đi. Hát nhạc này người ta kêu người mình sớm, hiểu không? Dạ. Rồi lấy một cái con sớm như vậy vô trong nhà này rồi người ta nói tao là một ổ sớm là sao? Dạ. Bây giờ đừng có chơi nhạc đó, chơi cái sang hơn đi, hát cải lương đi. Đâu! Tao hát mày. Sang, dạ, dạ, con hát cải lương cho tí nghe ha. Dạ. Thì tí thích sang vậy đó hả tí hả? Không, không dạ. Thích nhạc cái buồn lắm. Dạ. Vậy con hát nha tí nha. Tí chuẩn bị tí nghe nha. Dạ con hát nha. Tí chuẩn bị thưởng thức nha tí. Tí nghe nha tí nha. Nghe đâu. Sơn ơi, Sơn ơi đây là dòng nước mắt, là trái tim đau xin ân cần lao lệ cho nhau một lần sau cuối. Rồi lát nữa đây Sơn sẽ nhấn thân vào các mũi, còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu về. Trời ơi hay quá, nó vui quá. Tí khóc luôn kìa, tí chịu vậy. Tí chịu hả? Tí, kỳ này con thắng phải không tí? Thua rồi. Ủa sao thua? Tí khóc mà. Tao thấy tội nghiệp mày. Sao tội nghiệp con? Mày tên gì? Tên Hiệp. Mày tên Hiệp nghĩ sao nó hát nó kêu Sơn ơi. Không phải cái bài hát nó tên vậy. Bài chứ... hát cái gì? Dạ con... Đừng có cãi tôi. Có con yêu anh Hiệp mà. Trong đầu óc của cô phải có thằng Sơn nào đó cô mới hát chứ không mắc mới gì tự nhiên không hát Hiệp á. Đấy là cái chứ không mà hát Sơn đâu. Không có đâu mà bắt. Xin bắt hiểu con. Khỏi hiểu. Tí thông cảm đi mà tía. Cho mày gỡ cú chót nè. Dạ cảm ơn tía. Giờ tao không thích cổ nhạc nữa. Dạ. Cổ nhạc mày phăng nhiều quá. Bây giờ còn cái bài nào mà tăng nhạc mà thích nữa không? Dạ, dạ có, dạ có một bài con thích lắm. Bài gì? Dạ cho em một ngày. Thua luôn. Mình sao thua? Thua chắc luôn rồi. Không, bài này hay tía. Hay lắm. Sao hả? Sao vậy? Nghĩ sao nó lấy mày gì mà nó xin mày có ngày, còn mấy ngày kia nó cho đứa nào? Có, là của anh không mà chứ. Ê sao mà thương hoài ngàn năm nó không thích mà nó thích mày cho em có một ngày. Trời ơi. Tại vì tía không có nghe cái bài đó hay lắm. Bài tía không thích. Dạ, tía không thích nữa anh ơi. Rồi mà bà sao? Khỏi nói gì hết. Nãy giờ cho cơ hội nhiều quá rồi. Thôi tía dạ. Ơi. Mà không được nữa. Mày đừng có trách tại sao tao không cưới vợ cho mày nha. Nhưng mà tía ơi con biết rồi. Nhưng mà tụi con yêu nhau thật lòng mà tía. Tía yêu nhau. Dạ. Bây giờ mày còn cái mộng mà một túp liều tranh hai trái tim vàng. Dạ tình yêu có thể cảm hóa bằng trái tim đó tía. Còn lâu. Mày không có tiền đây. Mày thử coi coi có tình yêu không. Dẹp đi. Nhưng
Con cho mày cái câu này để mày sống nè con. Câu gì vậy tía? Tình chỉ đẹp khi tiền đầy túi, tình mất vui khi trong túi nó hết tiền. Trời ơi! Tía, tía cho câu gì kỳ không được. Tía! Trời ơi, tía làm gì là chết con rồi tía. Tía ơi! Giang! Hiệp ơi! Vậy là mình phải xa nhau thật rồi phải không Hiệp? Hiệp ơi! Giang ơi! Em buồn quá anh ơi! Em khổ lắm anh ơi! Anh cũng buồn lắm Giang ơi! Anh cũng khổ lắm Giang ơi! Anh Hiệp! Giang! Em về nha! Không! Giang! Thôi anh! Tạm biệt anh! Không Giang! Em về! Giang! Trời đất ơi! Về thiệt hả Giang? Trời ơi! Tía! Tía! Lại tí mà tí ra đây giùm con cái đi. Giang ơi Giang, đợi anh nha Giang. Nó bực bội gì đâu á, tí ra đây giùm con đi. Tí kỳ cục ghê, con nói thiệt với tí. Người ta Giang ta dễ thương như vậy, ta nhà quê, ta chất phép. Vậy mà tí không đồng ý là sao? Con có đồng ý với tí như vậy? Người ta dễ thương vậy mà tí không đồng ý là sao? Tí chừng nào? Mày không có lòng thương người. Sao vậy tí? Mày không thương mấy người tắm xong hả? Mày dạo mà qua dạo lợi mày cũng biết người ta chóng mặt chứ. Dạ. Chia tay mùi quá. Dạ. Tao nghe nó đứng mà nó nói không mà tao tưởng nó đang hát tuồng gì á. Dạ. Mày nghĩ sao? Dạ. Mày nghĩ sao mới có đi không nó nói mới có lời tạm biệt không mày quắn quýu lên thiên gốm à. Đi đâu phải là cái khó khăn gì với mày. Dạ. Nhưng mà mày nên nhớ một cái câu rằng là khi mày lựa vợ mày phải biết cái hệ trọng ở phần sau á. Dạ. Cuộc đời tụi bay đâu phải sống ngày bữa đâu đúng không? Dạ. Mày nghĩ sao bộ ở trong làng trong xã này không còn đứa nào cái tên khác hay sao? Hả? Tên Thiện nè, tên Thiện nè, tên Bông nè, tên Đào. Mày không lấy, mày lấy tên Giang nghe cái tên là sốc rồi. Nghe cái tên là thấy nó không ngay thẳng rồi. Nó Giang rồi nó vô nhà tao nó lưỡng đồ tao nó đi rồi. Trời ơi, tí nói vậy thôi được tí. Tên Giang dễ thương chứ bộ. Dễ thương cái cù loay á. Bà nói tí nghe nè, con yêu Giang bộ mà tí không lấy thì lấy ai giờ? Thôi mày ơi, nó nghèo quá tao không ưa. Nói thẳng ra một câu vậy á. Nghèo gì mà nghèo, con bực bội tí ghê á. Lúc nào á, chứ bờ môi cũng tiếc á, chứ tiền là sao? Ngoài chứ tiền còn chữ nào khác không? Vì gái mà mày mạt sát cha mày vậy hả? Dạ. Tao lựa cho mày được một đứa nào. Tí lựa con hả? Hả? Trời ơi, tao nói hổm rài ha, tao lựa xong rồi tao thỏa mãn với chính bản thân tao. Sao kỳ ngộ vậy? Trời ơi, bữa đó mà đâu có biết đâu. Internet gì đó nó về làng nè. Xong tao cũng lên, tao bỏ 2,000 đồng bạc, tao chát tiếng đồng hồ xong tao gặp con nó đẹp phú hồn luôn. Trời ơi, tí cũng chịu chơi dữ vậy đó. Lựa cho con luôn. Lựa cho con. Đẹp lắm con ơi. Đẹp lắm hả tí? Nó đẹp mà tao không tưởng tượng được cho mày. Nó đẹp mà tao nói thiệt, mướn nhà văn nhà thơ mà tả nửa sắc đẹp nó thôi hết mẹ nó mực. Trời ơi, đẹp dữ vậy đó. Mày cứ nó về xong đi, hai đứa bay mà đi quạ, mới quạ được nửa bức hình của nó thôi là quạ sĩ hết sơn. Trời ơi, đẹp dữ vậy đó hả tí? À. Trời đất ơi, sao mà... Mà cái quan trọng là nó giàu. Giàu? Trời ơi, con chưa thấy đâu. Nó mail cái hình qua cho tao thôi mà tao nhờ người ta in cái hình ra, tao cầm, tao coi cái hình nó không mà hàng xóm đi ngang kêu tao đau gan. Sao vậy? Bị vàng nó đeo nó trái vô trong mặt tao. Trời. Nó khá lắm, bữa nay tao hẹn nó tới bởi tao muốn đuổi con kia về cho lâu. Trời, hẹn nay tới hả? Hả? Trời, đâu có quen đâu, nhau hẹn tới chi. Đẹp lắm. Thôi mày tới là mày thích liền. Thôi mà con xin tí mà. Thôi vô rót tao miếng nước đây. Thôi tí ơi, con hỏi tí nghe. Bác bà ơi, bác bà. Bác bà ngồi nhà bác bà. Đó, nó tới rồi đó. Trời ơi, tới rồi hả tí? À, chờ bác chút. Trời ơi, lúc nào tiếp khách nha. Nhưng mà con đâu có quen đâu tí. Mày không quen, tao cũng bắt mày quen. Thôi tí ơi, đừng có chơi vô mà con xin tí đó tí. Trời ơi, cái ông gì vậy? Trời ơi, thiệt tình. Xin tớ. Ai đây? Ngồi xuống. Tía, ai vậy đây? Hàng nào vậy? Con đâu? Dạ.
xuống nè. Bạn gái con sao tiếp? Chắc vậy quá. Ủa sao nãy anh nói nét đẹp tả hết mực luôn mà. Cũng đúng không? Sao đúng? Tao nói nó đâu có sai. Sao? Mày coi có ai tả hết được cái mặt nó không? Tả tới cái mặt là hết nguyên cái viết rồi. Còn họa sĩ thì vẽ vẽ tới cái cổ là hết mấy lon sơn à. Thôi giờ. Dạ. Con đây ha. Dạ. Giao lưu. Giao lưu đây. Chết rồi tía. Tía giết con không đó tía. Giao lưu. Giao lưu hả tía ha. Con về tía nha. Ấy ơi. Cho bên đây hỏi một câu chút xíu nha. Hỏi bự bự cũng được. Cứ hỏi. Ngọn gió nào đã đưa ấy tới đây vậy? Hả? Trời ơi. Gió nào đưa nội? Trời ơi, xe máy cài ủi tới anh ơi. Trời ơi. Ấy ơi. Dạ. Hỏi thêm một câu chút xíu nữa nha. Dạ. Ấy tên gì vậy? Dạ. Em xin phép được trả lời chứ anh được biết. Em tên công tần công nữ Elizabeth Lên Thị Hè. Trời đất. Hay vậy. Tên này hồi xưa vậy, anh chưa nghe con gái mà tên Hẹo đâu. Hẹo. Tên hay quá đi ha. Lên Thị Hè. Ủa? Heo thì lợn. Hả? Trời ơi! Cái mình lợn sắp phạm giận. Con. Dạ. Con mình. Mày không giữ vậy. Để nó ngãi mẻ gạch nhà tao hết. Thì con nói đúng với bộ. Ủa? Heo à? Sao ngu? Bác la nó rồi. Dạ. Heo thì lợn. Hả? Bỏ đi nha. Sắp phạm à? Con dựa vô, lấy cái tiền gỗ này là bác mua lâu lắm rồi. Dạ. Con dựa vô nó gãi tội nghiệp á. Dạ. Dạ. Nói thiệt con nghe, cái tên con khó kêu á. Bác kêu mà còn lẹo lưỡi á. Dạ. Dạ xin phép được mời bác ngồi à. Dạ bác đừng có buồn. Bác cũng đừng la anh ấy tội nghiệp. Tại con đi học bạn bè con nó cũng kêu con lộn như hoài à. Nó con buồn lắm. Con mới về xin ba má con á. Nấu qua nấu nồi chè. Đổi tên con rồi. Đổi chưa? Dạ đổi rồi. Tên gì? Dạ cái tên mới này cũng hợp với con lắm. Mà xinh xắn dễ thương nữa. Tên gì con? Dạ Hà Mã. Tao nghe tao chơi với thiệt à. Nhưng mà ghê. Sao ghê? Mày phải lấy một cái người đàn bà như vậy. Sao ghê? Để bảo vệ cho mày. Sao bảo vệ? Mày thấy nội nó đặt cái tên không? Nó là nó đặt cũng chính xác theo cái thân thể nó thấy không? À, mà mày còn thấy được người đàn bà nào mà sắc đẹp mà lộ như nó không? Không. Cái nét đẹp đàn bà phụ nữ là phải tiềm ẩn. Mà con này như nó lộ như mà nhìn đi. Có ai mà đẹp như nó mà mặt một mặt mà bụng một bụng mà đùi một đùi như nó không? Thấy không? Mà quan trọng là nó già. Nó giàu mà nó gan. Chưa có ai tướng chừng này mà dám mặc áo dài chít ben như nó nè con. Ừ mà con dám. Được rồi, chờ tao chút. Thế làm gì? Con à? Dạ. Anh em nói chuyện một chút nữa đi. Được. Dạ. 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 Vô trong bác viết ra cái giấy này xong bác đưa con ha. Dạ. Được. Tía ơi. Cậu ơi tía ơi tía. Cậu thấy chưa? Tía thấy hàng chứ bỏ cửa chạy lấy người. Không. Gì? Giao lưu đây. Thôi đừng có giao lưu mà. Không. Gì? Không. Gì? Anh đứng lại. Anh mà lùi một chút nữa. Em cắn lưỡi em chết. Anh vừa lòng nè. Rồi em có tin là em tiến tới một bước nữa. Anh đập đầu anh chết liền không? Đừng muốn giao lưu á. Mỗi đứa ôm kia cộng nhau luôn. Dạ. Anh đừng có sợ em nha. Anh thấy em đồ sộ vậy á chứ. Trong lòng em á, mong manh vẻ vỡ. Trời ơi, nghe cái muốn đứng lên luôn à. Mà em vậy với em đi đường gặp em cũng sợ hết trơn á. Em qua thăm anh nè. Em đang đi ngoài đường vậy đó. Em thấy đàn kiến bò ngang. Sao? Em cũng sợ. Trời đất ơi. Em đi qua cầu, em nhìn xuống dòng nước. Ôi, một đàn cá bơi lội tung tăng. Em cũng sợ. Nghe anh
nổi da gà. Em nhìn lên bầu trời, ôi một đàn bơm bớm bay, đẹp thì bà đẹp, em cũng sợ. Trời đất ơi. Nhưng mà chỉ có một đàn này, em không bao giờ sợ, em tự nguyện bay tới. Đó là đàn gì? Đàn ông. Đàn bỏ em đi ơi. Trời ơi, cái gì là chết con Tía ơi. Tía, Tía ơi, Tía lại cứu đi. Trời ơi, Tía đâu. Đặt ông nè. Mày kìm được chứ không thôi là đầy nhà là cắm heo không. Làm gì chạy làm sao. Đi xí, mày đứng lại đi. À, nó ôm mày không mẻ, tên gạch mẻ, ngu thế. Tía xấu quá, chơi là chơi bỏ người. Bác. Yeah. Con xin phép bác nha. Okay. Cho con được ngồi nha bác. Con bác lại không? Nhà còn mấy cái ghế thôi. Ghế này đóng là để cho bác với con bác ngồi, chứ không có cân được cái trọng lượng con mà đóng cái ghế khác cho con. Con hỏi quá bác ơi. Thôi ta nữ yếu đầu tơ cho nó ngồi đi tí. Lấy chiếu, lấy chiếu, lấy chiếu. Ông ơi, bây giờ người mẫu người ta ngồi chiếu không? Họ hết ngồi ghế rồi. Được, ngồi chiếu hả bác? Con ngồi chiếu đẹp lắm. Dạ. Cưng cứ nằm xoay lại ra, trời ơi, nó đẹp hết hồn luôn á. Nằm gì hả bác? Ờ. Dạ, Tía ơi, chiếu này Tía ơi. Chạy đâu Tía? Chạy ra đó cho em nó ngồi. Dạ. Đợi tí nè. Ngồi chiếu đẹp hơn con. Con đứng nghe, con ngồi ghế nó phí cái gác con đi, hiểu không? Rồi Tía ơi. Dạ. Dạ con. Xin mời. Xin phép anh. Xin phép Tía. Dạ. Con sao vậy, nó đẹp quá con. Trời ơi. Con chưa từng thấy. Sao? Trong TV thấy rồi. Thấy cái gì? Chứ còn ở ngoài chưa thấy. Mày thấy cái gì? Coi ba cái gì đó. Ba học gì đó. Mày bao giờ mày thấy mà con heo biển mắc cạn chưa? Heo mày. Dạ cảm ơn bác. Chuyến này con về con đổi tên đó. Heo. Con tự tin đó Tía. Con này được nha mày. Con này tao thích à. Con ơi. Dạ. Giờ bỏ cái thằng giao lưu đi. Dạ. Bây giờ mình vô cái thực tế đi ha. Dạ. Bây giờ đó bác đồng ý rồi nha, bây giờ đám cưới á con tính sao? Đám cưới con với anh Hiệp hả? À. Con lo hết cho bác. Nhà hàng con đặt, xe con thuê nè, khách con mời, tiền bao thơ bác lấy. Vậy hả? Đặc biệt là cưới xong á con mua hai căn nhà, bác một căn, con anh Hiệp một căn, để hai đứa con thoải mái động phòng. Nhà mày một cái thôi, tao một cái thôi mà vô chi tiết luôn. Tao nhà có mặt tiền không? Dạ mặt tiền bác, quận nhất luôn bác. Trời ơi, bề ngang 6m, bề dài 30m nha. Đủ 4 tấm nè, có sân thượng nha, 4 toilet nha, 1 phòng ăn nha, 7 phòng ngủ nha, 1 nhà bếp nha, 1 hồ bơi nha. Có nuôi chó nè, nuôi thú nè, nuôi người và nuôi bác được. Bác. Hả? Sao con nói tài sản của con bác đơ trên vậy bác? Bác bất ngờ quá. Dạ. Con mua nhà. Dạ. Vậy vậy được rồi. Dạ. Vậy là bác quyết định là cưới con cho con trai của bác. Trời ơi. Tía. Tía nỡ lòng nào hãy đợi Hiệp sắp Tía. Hiệp ơi, cha đã quyết định rồi, từ nay con phải lấy con Hà mà. Trời. Bắt buộc mày phải lấy. Được đó, con khá lấy. Lấy mày sướng. Ông mà con năn nỉ Tía, con đâu có yêu đâu, có yêu gian chứ không kêu bắt con lấy. Không có yêu cũng phải lấy. Tụi lấy về đè chết à? Không có sao đâu, chết một lần chứ không ai chết hai lần. Ủa, con nói là con có lấy đâu á nha. Nếu mà Tía thích á thì Tía lấy đi. Con có lấy đâu. Mày nói gì? Mày không chịu lấy. Con không có chịu lấy. Đó giờ phút này không phải mày nói chữ chịu hay không chịu mà mày phải nghe lời của Tía. Nhưng mà con nói rồi, lấy cái Hà Mã này á, Hà con ở giá còn sướng hơn á. Con nói thiệt với Tía, từ nay á, Tía bắt con lấy này nữa là từ nay con sẽ không thèm lấy vợ nữa. Con, Tía lấy đi. Anh Hiệp. Anh Hiệp ơi. Em.
nghĩ sao cưới bà về. Bà về bà ngủ bà gác cái đùi lên người con tôi chắc nó bất đắc kỳ tử luôn. Xong rồi. Ủa sao mà hả? Bà chỉ cần nó không cần lấy vợ là được rồi. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Xong rồi. Khỏe. Đứng lên đi. Dạ. Rồi giờ xong rồi, coi như tiền bạc bao nhiêu anh nói là bác trả cho con. Dạ. Quần áo dài dép, tiền hóa trang, tiền xe ôm qua đây 120.000. Trời, 120.000 á? Dạ. Trời, tao tưởng nó cũng có 1 triệu mấy, chứ có 120.000 thôi bác cho con luôn 200. Dạ. Tính tao rộng rãi lắm. Đó. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ con trước 2.000, còn thiếu 198.000 mà mốt tao lấy. Cần cái alo đó, nó muốn cầm tiền là bác để ngoài thùng thơ con tới mấy 2.000, vậy đó. Bán cho bác cả 2.000. Một tháng trả góp 2.000. Muốn cần tiền alo tốn 3.500, lớp bạn có lấy tới 2.000. Thằng cha già mắc dịch lấy 2.000 á, mua thuốc uống đi. À ba, như vậy tôi về. Đi đâu vậy? Đi về. Về ngoài này nào. Ủa xin về nghe. Lắm rồi chứ đau bụng quá con á. Dạ. Bị nội chạy theo vàng không mà tao nín tao không ăn mấy bữa nay. Sao chạy theo vàng? Nó lên xuống có 2.000 đồng bạc mà ngày nay nó 7-7-8, ngày sau nó lên 7-80, rồi bữa sau nó thuộc xuống 7-7-6. Con không biết mà tao nhịn đói lắm. Thấy ớn không? Thì ai kêu không dí theo vàng chứ giờ không chịu ăn. Con nói tí nghe nha, tí mà cứ nhịn ăn vậy á, tí đau tử chờ coi. Không sao đó. Rồi uống thuốc vô thấy khỏe chưa? Đỡ rồi. Đỡ người rồi phải không? Thôi ráng đi, ráng đi dưỡng sức rồi rồi đám cưới con với Giang nữa chứ. Trời. Chứ mà bệnh mà. Sao vậy? Trời ơi đau thiệt nữa. Trời ơi con khô với tiếng đau quá. Nguyên lưng cái nó đau quá. Cái đau bụng trời ơi. Chị đau quá Hiệp ơi, chị đau bụng quá Hiệp ơi. Dạ dạ, chị đau chỗ nào mới uống thuốc mà sao đau bụng vậy tí? Đau quá, chị đau chỗ này. Vậy hả? Trời, chết rồi. Thôi để con đi kêu bác sĩ nha. Có ai không? Hàng xóm ơi, có ai cứu tí tao không nè? Hàng xóm ơi. Trời ơi, tí ơi, tí ráng nằm tí đi, con kêu người ta ẩm tí lên bệnh viện nha tí. Có ai không? Chú Sáu. Chết rồi, tí ráng đi, con kêu người qua. Có ai không? Có. Ai vậy? Có. Vô phụ liền, nhìn lên. Có. Tí ráng. Ai bệnh? Ai bệnh? Đứng lại. Bác sĩ. Ừ, bác sĩ hả? Ừ. Bác sĩ, sẽ khám coi tí bị gì nè. Khám hả? Khám hả? Khoan. Khám có lấy tiền không? Không. Thề đi. Thề. Không lấy tiền. Lấy tiền ba mình chết chùm. Thôi khỏi khám đi. Sao? Khám tôi nói đàng hoàng có lấy tiền không? Không. Chắc chắn không lấy tiền. Chắc. 100% không lấy tiền. Ok. Mà ngủ trộm. Khám có tí bị gì không? Khám kỹ coi. Cái gì mà ông vậy? Ung thư. Trời ơi. Giai đoạn cuối. Hả? Ông nói gì? Ung thư giai đoạn cuối. Tí ơi. Còn sống đúng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Tí ơi. Ung thư giai đoạn cuối đó, Tí ơi. Thôi mình đưa lên bệnh viện. Mày còn trẻ mà mày cũng tin đó. Sao vậy? Làm gì có ta. Sao ta nhịn đói không thôi. Nó đau bụng là bị bao tử chứ làm gì có ung thư. Mà nó khám không làm sao có ung thư ta. Bác sĩ ơi, không những chơi chứ bác sĩ nghe lời, bác sĩ mình lên bệnh viện mình khám lời cho chắc ăn. Đi tiếp, đi lên bệnh. Chứ không đi. Trời đất ơi. Nếu quyết định mà có bệnh ung thư thì tí không đi. Ta bị ung thư trước sau dù cũng chết lên chi trên đó cho nó giật lên giật xuống mà còn tốn tiền. Không tí ơi, bây giờ con nói tí nghe nè. Mình lên bệnh viện á, mình xem coi bệnh tình như thế nào rồi mình chữa trị. Chứ mà trời đất ơi, thì nghe lời bác sĩ đi nè. Tí lên nè, tí. Tí không đi đâu. Chứ tí ở nhà làm cái gì? Tí ở nhà. Còn kiếm hồi hồi nữa tao muốn ở nhà. Thôi mà đi nghe ở lời. Ở nhà tao coi. Có con ở nhà con chăm sóc nhà cho. Nhà thương chuyện đi. Chưa giờ không dám ăn. Dành dũng. Dạ. Giờ sắp chết ăn sao kỹ. Con nhiều lắm. Thôi mà con lo nhà, cho nhà tao. Lo cái bệnh trước đã tí. Tí ơi con nói tí nghe nè. Tí ráng đi. Trời ơi tí đi đâu vậy tí? Trời ơi sao chán ghê.
bác sĩ ơi, bác sĩ. Tía tôi bị ung thư thiệt hả bác sĩ? Thiệt? Trời đất ơi, sao mà không chịu đi ra đây? Ờ, tía ơi là tía. Tía ơi, tía vô đây gì vậy nè? Ra. Tía ơi, gì vậy? Trời ơi, đây con phụ cho. Tía ơi, cắm này đi đâu ạ? À, tía đem đi từ thiện phải không? Mày lộn người là từ xưa tới giờ tía mày chưa bao giờ biết hai chữ từ tiền. Tao sợ người ta ăn cướp. Trong tâm mới đề chữ ve chai cho nó khỏi để ý. Tía đem đi đâu vậy? Trời đất ơi, không được. Tránh ra coi, tránh ra coi. Mày ngu quá. Ê, rảnh đâu, đi theo tí tôi. Theo ông chị. Sao vậy? Ông có chết chóc đâu theo. Bị ung thư. Ông nói mà nào, ai nói? Ông nói. Thằng khùng, tao nói hả? Ờ. Thằng dắp. Chà bà ngủ á. Ờ, không có vậy. Ủa? Bằng mà ông. Đúng rồi, nó đó. Nó đang chi vậy? Nhà mày ngộ lắm. Sao? Ba mày lại mướn tao trang điểm lên để mà dụ mày cho mày thề không bao giờ lấy vợ nữa. Vậy hả? Để ông khỏi tốn tiền. Trời đất ơi. Tự nguyện qua giúp mày. Nói ông chết để ông để tiền lại cho mày cưới Lê Giang. Mày giúp tao. Yeah. Mày sắp có vợ. Không được. Yeah. Chết cha. Tía tao thương tiền lắm hả? Không bao giờ để lại tiền cho tao đâu. Phải không? Ừ, ông ôm cái bao tiền đó ra cầu Sài Gòn tự tử đó. Trời ơi, chết theo tiền hả? Ê, đi phụ tao nhìn lên. Tía. Mọi tiền tía không chuyện đó. Sao tía phơ phờ như vậy nè? Nhà mình chứ tía làm gì vậy? Tía ngồi xuống nghỉ tía. Mấy giờ? Dạ, 2 giờ rồi tía. Mà tí hỏi giờ như vậy? Ngồi xuống đây. Hỏi coi chừng nào tao quy tiên. Dạ. Dạ. Tí ơi, con nói tí nghe nè. Giờ tí yên tâm đi. Bây giờ á, cái... Tí sao mà buồn dữ vậy tí? Phải buồn. Thôi đừng có buồn nữa. Tâm nguyện cuối cùng của tí là chưa cưới vợ được cho con. Dạ. Thôi thì... Tí đồng ý lấy vợ cho con phải không tí? Tiền... để dành cưới vợ nha. Tí cho tiền con lấy vợ. Con cảm ơn tí nhiều lắm. Con thương tí lắm. Nghe tí dặn. Nếu thương tí thì nghe tí dặn. Dạ. Tí có đi rồi. Ý là tao nói tao chết đó. Nhưng mà tí con nói đừng có mần đám ma rình rang chứ. Dạ. Nhất là đừng có mua hồn. Tao sợ nằm trong hồn nó tối ghê lắm. Chị cho bằng gì? Chiếu. Chiếu hả? Lấy cái chiếu hồi nãy đó quấn lại chôn được rồi. Thôi nó bị rách rồi. Cho nó mát. Trời đất. Hồi này đang nóng quá. Thôi. Với lại người ta tới đó đừng có đề cái chữ miễn chấp điếu. Sao vậy? Phải lấy điếu lấy cho hết. Nhưng mà đừng có thắp nhang lấy lý do là con bị viêm mũi, hủy nhang không có được cho nó lại không. Thôi mình làm như vậy mình mất công mắc nợ nó tía thôi. Khỏi cứ làm như vậy giùm tía. Trời ơi. Với lại khi tía mà đi rồi con nhớ đốt mấy cái thùng ở ngoài xăng cho tía nữa. Ủa còn gì tía? Lúc đó rồi không biết. Bác sĩ đâu rồi? Ủa, bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ! Bác sĩ ơi! Tôi gần chết chưa? Sao thằng này nó còn đi trước tía hay sao nó trùm khăn rồi? Không có rồi tía! Bác sĩ! Lại cho tía nhìn mặt cái coi! Đó tía! Bác sĩ đó tía! Bác! Bác! Không! Con nè! Ủa thằng Hoàng Mập nó học ra bác sĩ rồi hả? Dạ! Không có rồi tía! Bác sĩ vậy? Trời ơi! Khám heo không biết đường khám rồi đừng có khám người à! Giả bộ á! Bác đâu có bệnh ung thư gì đâu. Không có bệnh. Là sao? Là bác chết. Giả bộ nói cho để tiền cứ vợ nghiệp thôi cho bác chết. Con sắc. Giả bộ. Giả bộ. Giả bộ thôi à. Để cho tía cứ vợ cho con. Ý là nó chơi. Dạ chơi á. Chơi giả bộ là chơi. Dạ. Đâu bị ung thư đâu. Vậy tao. Chỉ là tao bao tử thường thường thôi hả? Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy giờ tao tưởng tao bệnh. Tao khòm tao đi mệt gần chết luôn. Bây giờ tự nhiên nói hết bệnh là tao khỏe như con trâu. Tụi bay chơi gì ác vậy? Trời ơi, không có bệnh.
bệnh thì nói không có bệnh đi. Trời, làm lo gần chết luôn mấy quý con cái gì mà. Bởi ta nói cái nhà này nữa. Thầy con nói tiếng nghe nè, thầy nãy thầy tía đó. Chứ con định nói rồi tía. Tía nhìn gì buồn vậy? Không có bệnh. Không có bệnh mà đừng có rung nữa. Không có bệnh đó bác. Không có bệnh. Chết. Sao chết? Sao chết? Hồi nãy bệnh không chết mà giờ lại chết. Sao đi ông bệnh không chết vậy? Sao chết tía? Tao tưởng tao sắp chết, tao giải quyết hết rồi. Giải quyết gì? Cái gì? Nhà. Hả? Giấy tờ bán nhà. Hả? Sao? Tao đem vàng, tao đổi đô hết rồi. Trời ơi, đổi đô thì đô vẫn còn đó có sao đâu. Tao bán nhà này, tao mua cái nhà mới. Vậy hả tía? Tao mua một cái nhà mới. Dạ. Đúc mấy tấm. Chú. Mà tao mua điện thoại di động nữa. Chú, chơi sang dữ vậy? Rồi trong nhà có tivi nữa. Chú. Mà đẹp lắm. Chuyện ghê quá tía. Thì tía thì giờ tía dẫn con tới con xem coi có đẹp không. Đi gần gì tới xem hả? Gần đây nè. Vậy hả? Gần mua gần nhà hả? Vậy hả tía? Thằng mập ra phụ nó coi nhà giùm tao coi. Đâu? Ủa nhà đâu? Ở ngoài ngoài đây nè, tía ra ngoài thấy à. Đâu mập ra thử coi đâu. Ủa tía, tía làm con nôn quá. Trời ơi, con biết là tía thương con lắm á. Tía mua nhà để chuẩn bị đám cưới cho con không tía? Bác ơi, xung quanh nhà mình ở toàn là ruộng không à, nhà đâu bắt mua. Mà tự nhiên trước cửa nhà mình ai để cái đồ này quá trời luôn nè. Trời ơi, đẹp quá tía. Tía mua đó. Trời hả? Tía mua gì vậy? Tía mua nhà mặt tiền đúc 2 tấm. Đó, tía mua gì vậy? Một chiếc Mercedes. Hả? Tao tính là tao chết rồi, ở dưới không có đồ xài tao mua, đặng mày đốt xuống dưới tao xài. Trời. Rồi tao còn kinh doanh nữa. Kinh doanh gì nữa? Tao mua mấy trăm cái tao tính xuống bán tao kiếm lời. Trời đất ơi. Có 1.000 đô Mỹ thôi mà tao quất một cái nó đổi ra 6 xe cam nhông đô âm phủ. Trời ơi. Bây giờ phải mần cái kiểu này là hết vốn. Trời ơi, vậy là mày giết tao rồi, lấy cho tao cái điện thoại di động. Điện thoại di động đâu? Ở trên sân thượng. Ủa, nhà mình làm gì có sân thượng? Sân thượng này nè. Trời ơi, hiểu luôn. Nó kìa. Trời, lấy điện thoại di động chi? Số điện thoại Diêm Dương số mấy? Chi vậy tiếp? Tao điện xuống dưới nói là khoan cho người nhận hàng vì chủ nhân nó chưa tới. Trời ơi. Tao kiểu này là phải giết cha. Thôi tía ơi. Nhà cửa tiếng tan hết rồi con. Dạ con biết lỗi. Vậy là phải giết tao chết rồi. Thôi tía đừng có chết tía. Con nói tía nghe nè. Bây giờ tía ráng khỏe đi. Rồi còn lo đám cưới con nữa. Nè số tiền nãy tía cho con. Thôi không đám cưới làm gì. Nè tiền nãy tía cho con làm đám cưới nhớ không. Đó, đi vui lên nha tiếp. Đúng rồi. Dạ. May quá. Dạ. Thế còn để mớ tiền để làm đám cưới cho con. Dạ. Vậy là mình cũng còn vốn. Dạ. Con cho tía mượn. Tía mượn cái tía mướn cái mặt bằng. Tía mở chỗ bán vàng mã. Chừng nào bán hết cái lấy tiền cưới vợ cho con. Trời ơi. Nguyên đống này bán chừng nào mới hết? Mau lắm trời ơi, bây giờ hả? Tao nói thiệt với mày, mày coi tivi đi, mày coi báo đi. Trong một tháng rằm tháng 7 thôi nó đốt giấy như là đốt rừng vậy đó. Bán mau lắm, không chừng là ta để tao coi nội cái vàng mã không là 8 xe, 172 cái nhà, 4 xe cam nhông, điện thoại với 2 bao nhiêu con? Bao nhiêu cái này nè, 6 xe đô, rồi 78 chiếc mặt xưa đây. Chứ mày bán cái chừng 1 năm ha, không chừng nhiều lắm là 10 năm nó hết rồi lúc đó kiếm tiền cho con cưới vợ. Đó, tí thấy chưa, con kêu á, tí lấy vợ cho con, mà tí không chịu lấy, để bây giờ á, hà tiện hiện tà, hết cửa hết nhà, cũng vì hà tiện. Thua.